Hello, xin chào các bác và Wii U. Thì hôm trước em có làm clip về chiếc máy chơi game Wii U này mà em mua ở trên Marketplace của Facebook ấy, với giá chỉ có hơn 1 triệu, khoảng 1 triệu 9 thôi. Mà đây là cái sản phẩm về em chơi mới thấy nó đã quá, chơi nghiền quá các bác ạ. Bởi vì là đồ họa rất đẹp. Sản phẩm này ra mắt cùng thời điểm với PS4 cơ mà. Em đã cứ nghĩ PS3 hoặc Xbox 360, thực ra nó là cùng với PS4 và Xbox One. Thế là đồ họa rất đẹp, rất là nhiều game nặng luôn. Em có mua một cái USB 128GB và em cài rất là nhiều game này. Đó, rất là nhiều game, vô cùng là nhiều game luôn. Nhưng có một cái vấn đề nhỏ nhỏ như này nhá. Những cái game có chữ Wii đứng đầu này, đó, những cái chữ Wii đứng đầu này. Đây này, đó, hay là một số game mà thể thao này. Đây, ví dụ như game Mario Galaxy 2 nhá. Đó, là nó yêu cầu là phải có tay cầm và cảm biến. Vấn đề khá là giải, và thực sự là một cái vấn đề nữa là nếu mà chơi cái sản phẩm, nếu mà muốn chơi hai người ấy thì sản phẩm này không chơi được, bởi vì là nó chỉ theo một cái điều khiển này và một cái màn hình thôi, thế nên là không thể chơi được hai người. Em có lên mạng tìm hiểu và em được biết là những cái sản phẩm này rất là dễ mua, ví dụ như là em đã mua được cảm biến này. Cái cảm biến này thì em mua ở trên Shopee với giá chỉ có gần 60.000 thôi, cả vận chuyển mới là có 56.000 thôi, bởi vì giá niêm yết của nó có 39.000 và cả vận chuyển là 56.000 nhá. Đó, có nghĩa là lúc mà em mua ở trên Shopee là cái này nó rất là rẻ để em mua. Đây, cái cảm biến mà như nó yêu cầu này. Rồi. Đây, đó. Thì là cái này em mua mất gọi là 60.000 đi. Và có một điều nữa là em mua cái này. Đây. Đây nhá. Hôm nay em sẽ mở hộp cái này cho các bác xem. Clip này chỉ để mở cái này thôi, chứ không có gì khác cả để giới thiệu về cái này. Đây, cái thiết bị này thì tổng thiệt hại em mua hết 539.000. Em mua một thẻ tín dụng. Thành ra là trên này sẽ ghi không đồng. Đó. Nhưng mà chi tiết nha, chi tiết là như này, nó sẽ gồm có những thiết bị như sau. Thứ nhất là cái tay cầm điều khiển. Đây các bạn này, thứ nhất là cái tay cầm điều khiển này, là em mua hết 196.000. Đó, thứ hai ấy là cái nunchuck, là một cái thiết bị điều khiển di chuyển khác, là mua hết 72.000. Rất là rẻ trên Shopee thôi, mà không biết là liệu chơi có tốt không, nên là em ngày nay em mua và em mở hộp cho các bác xem. Để các bác nào có ý định mua những cái này thì các bác cứ mua nhá. Đó. Thì sản phẩm này em mua mất tầm khoảng 1 tuần là em đã nhận được rồi. Rất là nhanh. Để xem lại lịch xem này. Xem lại lịch xem là bao nhiêu lâu. Đây, thời gian đặt hàng là ngày 14 tháng 11. À, ngày từ ngày 14 tháng 11 cơ. Mà ngày hôm nay mất chục ngày, mới nhận được chứ không phải là 1 tuần. Đó, em thanh toán bằng thẻ tín dụng nên thành ra là ở đây nó sẽ ghi không đồng nhé. Nhưng bây giờ em sẽ mở hộp ra. Ở Trung Quốc thì vẫn là cái gói còn thuộc một sẵn sàng như thế này. Đúng không? Đó, nếu mà muốn trả hàng thì ở số 1 Huỳnh Tấn Phát, khu đô thị khu kho bãi Hateco, khu nghiệp Sài Đồng, Long Biên. Đấy, cái đấy em không quan tâm, cứ mở ra ok các thứ ấy, thì mình dùng, còn không ok thì mình lại báo với Shopee thôi. Có trả vào đây thì mình trả, đúng không? Đó, đơn giản cái này thôi nha. Đóng gói rất đơn giản, chả có chống sốc gì cả, rất là nguy hiểm. Em mua là em mua màu trắng, nó có rất là nhiều màu, nếu mà vào đây chi tiết này. Nó có rất là nhiều màu cho các bác lựa chọn, thế nên là các bác nào mà muốn mua thì cứ thể thoải mái lựa chọn thôi. Đấy, nó có màu đen này, màu trắng, màu đen này, màu xanh này, đó, màu xanh rất là đẹp, xanh ngọc này, đó, màu đỏ đấy phải đấy, màu xanh này, màu xanh xanh nước biển này, màu hồng này, đấy, rất là nhiều màu luôn, nhưng mà em mua trắng, bởi vì là cái màu đỏ nữa, đấy, vô cùng nhiều màu luôn, bởi vì là cái thiết bị của em màu trắng, thành em cũng thích màu trắng, em mua trắng đó, các bác có thể nhìn thấy là cái PS3 của em cũng là màu trắng đúng không? Bởi vì em thích thiết bị máy chơi game màu trắng, đó, rồi bây giờ nhá, em mở hộp đây, đó, nó có gồm một cái tay cầm không có hộp gì cả, không biết là của, chắc chắn là cái này là không phải của chính hãng. Bởi vì em nhớ không nhầm là chính hãng ở Việt Nam các vị bán tầm khoảng tiền triệu cơ. Còn cái này này, đọc cái này không ấy, ở trong Sài Gòn là bán là 200.000. 200.000 cơ, còn em mua cái này chỉ có 60.000. Đấy, còn cái này thì mua chỉ có 200.000 thôi. Đó, không có logo Wii ở đây nhá các bác nhá. Không có logo Wii ở đây luôn. Để xem là trên hình ảnh nó có hay không. Cũng không có thật. Bởi vì là nếu hàng xịn thì nó sẽ có logo của Wii ở đây. Đó, tặng theo cả bao silicon luôn. Tặng theo cả bao silicon luôn nhá. Đó, rất là thú vị, rất là đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì cả. Đó, nằm chắc. Cái này là sử dụng hai cục pin. Hai cục pin này như là hai cục pin 2A. Đúng rồi, hai cục pin 2A. Hiện tại thì em không có pin đây để thử rồi. Cứ mở hộp cho các bác xem thôi. Đó. Và cái nằm chắc đây. Thì có đựng trong một cái túi như này thôi, rất là sơ sài. Không có hộp thiết, không có thông tin hãng hết gì cả. Đấy, nhưng quan trọng là nó rẻ và có thể chơi được với Wii là ngon rồi. À, cái analog rất thích này. Đấy, ở đây có phím cò. À, đây phím C và phím Z nó ghi ở vậy. Còn là PlayStation sẽ là R1 hoặc là R2. Còn đây là C, Z nha. Bởi vì nó không phải như vậy. Em mua 2 đô luôn. Cái này là cắm vào đây.
Đó, này cắm vào đây. Đó, để điều khiển này. Rất là hay. Chơi được game khác này. Bởi vì những cái Mario mà em đang chơi nhá, ví dụ Mario 3D World này, hay Mario Bros bản Wii này, thì nó đều chơi được 4-5 người luôn. Thế là em mới mua hai cái này và cái này nữa là chơi được 3 người. Đó, và em sẽ đặt thêm hai cái tay cầm, dạng tay cầm của PlayStation, giống tay cầm PlayStation đấy, để em chơi cho nó đông, nó vui đúng không? Và cái này chơi gia đình rất là thích. Đây, cái thứ hai này, có một cái dây đeo nữa này, có một cái dây đeo cho chắc này. À, nó cũng không có logo của Wii đây. Đó, bởi vì đơn giản thôi, đây là sản phẩm gọi là hàng fake, có thể chơi được trên Wii thôi. Đó, em bỏ qua bên nhá. Và tí em thì pin thì em lắp vào xem như thế nào. Này, đó. Để kết nối cái này thì cũng đơn giản thôi. Em nhớ không nhầm là nếu mà trên tay xịn ấy, để xem cái này có không, để em xem review ấy, thì nó có một nút A này, cái nút này. Có nghĩa là bật cái đầu lên và ấn vào nút kết nối, thì ấn vào nút này cùng với tay cầm thì nó sẽ kết nối với ở cái đầu. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Bây giờ em sẽ thử kết nối và chơi thử nhá. Ok, chờ em một chút. Ok nhá, bây giờ để kết nối này thì đơn giản thôi. Cái này nó không khác gì cái chính hãng cả. Tháo này nè. Đó, và lắp cái pin 2A này vào này. Các bạn nào dùng thì chơi thì mua khoảng một lố pin của thỏi về chơi dần. Mà để tiết kiệm thì mua cục pin này này. Cục pin này là sạc lại được. Ở trên Shopee nó bán đâu có tầm chưa đến 10.000 một cục thôi các bạn nha. Đó, mua về dùng xong hết lại sạc được. Mỗi tội là dung lượng pin nó hơi yếu. Mua được loại pin sạc xịn, nó xịn một tí là cũng có ok hơn. Đó, thì bây giờ kết nối bằng cách là ấn. Đầu tiên là chúng ta sẽ ấn cái nút này. Ấn cái nút kết nối ở trên đầu trước này. Sau khi ấn xong ấy thì màn hình nó hiện như này nhá. Màn hình nó hiện đây này. Đây, em lấy gần cho bác xem. Màn hình nó hiện như này. Ở trên TV cũng vậy, hiện cái này. Đó, nó chính là cái nút đỏ này. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Đó, ấn nháy nhá. Nháy nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nháy này. Và trên màn hình nó sẽ báo như thế này. Là còn một vạch, mất một vạch pin rồi. Đó. Cái này chơi thì khá là tốn pin đấy. Thế nên là các bác nên mua pin sạc dùng cho tiết kiệm thì tốt hơn. Các bạn nhá, thì bây giờ sẽ ấn B để xác nhận này. Thì nút này là nút B nhá. Nút này là nút B này, nút này là nút A này, nút này là nút 1, nút 2 này. Đó. Ấn B để xác nhận này thì nó sẽ vào màn hình như thế này. Đó, có thể di chuyển không? Đó. Đó. Cái ta cộng trừ để phóng to thu nhỏ này. Đó, muốn chuyển sang màn hình chính là TV ấy. Đây thì ở trên cái màn hình UI thì nó vẫn hiện cái menu này nhá. Còn muốn chuyển sang để dùng cái này không ấy thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ ấn cái này. Đó, thì nó sẽ chuyển màn hình này. Đó, bây giờ chúng ta có thể điều khiển rồi. Đó, như điều khiển TV các bạn nhá. Để em quay màn hình lên. À, có một vấn đề nữa. Quên mất, còn cái cảm biến này. Đây này. Là các bác sẽ cắm vào chân cảm biến đằng sau để biết nó hoạt động hay không ấy. Thì là sẽ dùng camera mới nhìn được cái hồng ngoại nhé. Cái mắt thường chúng ta sẽ không nhìn được. Thì đây là đèn cảm biến hồng ngoại. Thì camera nó sẽ soi từ ba cái đèn bên này sáng và ba đèn bên kia sáng như này được. Các bác lưu ý là cái mắt thường là chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu nhé. Phải dùng camera thì chúng ta mới nhìn thấy màu hồng. Đó, đó là đèn hồng ngoại. Là cái này nó sẽ cảm biến được. Chúng ta sẽ di chuyển được cái này, chúng ta điều khiển. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, này, bác nhìn nhá. Điều khiển như này. Đó. Em sẽ vào đây, em hack trước. Đó. A là chọn. Mọi người xem hay chứ nhỉ? À, em quay lại lên cho các bác xem. À, vào đây để hack thì cái điều khiển này nó sẽ di chuyển được như con chuột luôn. Thôi em tìm mãi em chả biết là cái kỹ hoạt hình cái con hình cái con giống con chó nó chạy màn hình kiểu gì ấy. Bởi vì khi mà hiện hình con chó lên thì chúng ta có thể điều khiển được như này này. Thì nó chạy đâu thì chúng ta sẽ ấn A để chọn ở đấy. Thì em tìm mãi không thấy đâu thì em lại điều khiển bình thường như này thôi. Đó, thì nó có hiện hình con chó để điều khiển được. Thì bây giờ em thử vào cái game này em chơi xem nào nhá. Ok, thì có cái này ấy, thì chúng ta có thể chơi được nhiều người. Sẽ có rất là nhiều cách chơi, có thể dùng cả cái này để điều khiển. Thì ở cái này ấy, nó sẽ có thêm các nút phụ. Ví dụ như là nút C và nút Z ở đây. Đấy, có thêm chức năng ở trên game nó sẽ có cái đầy đủ. Bởi vì cái này nó mình kết nối cái thiết bị nào thì nó sẽ nhận cái tương tác như thế các bạn nhé. Đây là ấn A để chọn này. Đó. Đây bây giờ em sẽ ấn nó sẽ chọn là một trong hai, một hai để chọn là một là quay lại. Đó. Này bác này. Đó, các bạn nhìn không? Ở trên này nó sẽ báo này, ấn hai này. Em sẽ chọn Mario nhé. Đấy, nếu có nhiều tay sẽ chọn là chơi được nhiều người. Nếu mà chơi hai người bằng cái màn điều khiển kia cũng được này. Đó.
Chỉ rất đơn giản này thôi. Đó, đó. Chơi tương tự như chơi cái tay nét ấy. Cái tay tay của tay hai nút ấy. Nó giống như vậy thôi. Đây này. Đó. Đó đây. Rất là dễ. Đó. Rất đơn giản thôi. Đây, còn lấy vào cắm này vào nha. Đấy, cắm thử này. Đây, nếu mà cắm cái tay cầm này vào thì nó sẽ là như này. À, đây. Nó sẽ là di chuyển này. À, đây là ngồi này. Đó. Ấn cái này, bắt đầu nhảy này. Đó. Rất là dễ. Ok, game này thì như vậy. Em phát là bằng em khác như nào nhá. Đó, ở trên này nó sẽ báo pin được cái này. Nó sẽ báo pin này. Cái đốc em đang sạc nó sẽ báo pin được cái tay này. Đó. Báo pin là khá chính xác đấy nhá. Nói chung là cái tay này nó rẻ tiền nhưng mà báo khá chính xác. Tính ra có tầm hơn 200.000 một đôi một bộ này. Đó. Cái này chỉ có tầm 200 hơn 200 một tí thôi. Cái này chỉ mấy chục nghìn thôi. Rất là hay. Đây, rất là nhiều game khủng nha, có thể dùng được. Em sẽ vào cái game mà cái game này. Game bắn súng này xem này. Cái này mà có thêm cái zapper súng nữa thì ngon. Em sẽ mua cái đấy và review cho bác sau. Đó, em đặt rồi, chờ nó về thôi. Cái zapper ấy. Đấy, còn chơi bằng tay không xem như nào nha. Để xa tầm 1 mét thì mới cảm biến được. Ok nha, các bác nào biết rõ hơn về cái loại này thì các bác có thể comment và chỉ cho em, bởi vì em là người mới. Thành ra em chưa biết, em cũng chỉ trải nghiệm như thế thôi. Bây giờ em chơi thử xem như nào, các bác nào biết thì comment nhé. Còn cái này nó giá nó rất là rẻ. Các bác cần mua thì cứ để gửi link em, à cứ comment cho em sẽ gửi link cho các bác nhé. Đó, vô cùng là rẻ thôi, có hơn 200 bạc một cái. Mua hẳn 4 cái về chơi nó sướng. Đây này. À, đây. Đó, à, hóa ra là chúng ta phải để là cách xa ít nhất là 1 mét thì mới cảm biến được. Ok, tay nó rung rất kinh luôn. Đây, lúc này là dùng để di chuyển này. Ôi. Đó, mày nó ngoài không ra nào. Đây là trò Call of Duty Ghost. Chiến tranh hiện đại. Đây, cái này còn điều khiển. Ôi, cái này mà có cái súng chơi tuyệt vời. Chờ cái zapper về nữa thì chơi rất cảm giác sẽ như thật. À, cách 1 mét thì nó mới điều khiển được. Đó, nghiêng đâu thì sẽ theo đấy luôn. Đấy con này. Nghiêng súng như nào sẽ theo đấy luôn. À, nó là nó ngắn này. Bắn nó nước cò luôn. Đó. Rất hay. Ok. Đó, ấn này nó thoát thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải để cách xa khoảng 1 mét so với cảm biến thì chúng ta mới dùng được, nhưng mà rất là chuẩn này. Đó, hướng sẽ rất là chuẩn nha. Đơn giản là vậy thôi. Ok, hôm nay em sẽ làm ở đây thôi. Em sẽ chờ cái súng và em review tiếp cái game Call of Duty cùng với cái súng Zapper của Huy này sẽ nào nha. Thực sự là chơi những cái thiết bị này là hành động bằng tay rất là thích luôn, bởi vì cái này nó chỉ là cảm biến hồng ngoại thôi, sẽ rất là đơn giản. Thiết bị này mua chỉ hơn 200.000 thôi nha. Bác nào cần mua thì cứ comment bên dưới em sẽ gửi link cho. Mua trên Shopee có hơn 200.000 thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Cảm ơn bác xem một ít nha. Chào tạm biệt các bác.